Xin chào các em. Chúng ta cùng tiếp tục đến với Unit 1, My New School, A Closer Look 1. Ở phần này, chúng ta sẽ tập trung vào những kiến thức về từ vựng các em nhé. One. Listen and repeat the words. Từ vựng. Một, hãy nghe và lặp lại các từ bên dưới. Chúng ta hãy cùng nghe, sau đó nhắc lại nhé. Unit 1. My New School. Page 8. A Closer Look. 1. Vocabulary. Activity 1. Listen and repeat the words. School lunch. English. History. Homework. Exercise. Science. Football. Lessons. Music. Các em đã nghe xong, chúng ta hãy cùng lặp lại các từ nhé. School lunch, bữa trưa ở trường. English, môn tiếng Anh. History, môn lịch sử. Homework, bài tập về nhà. Exercise, bài tập. Science, môn khoa học. Football, môn bóng đá. Môn bóng đá. Và cuộc tiếp theo, lessons, các tiết học. Và music, âm nhạc. Two. Work in pairs. Put the words in the correct columns. Ở phần này, các em sẽ làm việc theo cặp. Hãy sắp xếp các từ vào đúng cột của nó. Ở đây chúng ta có các từ là những từ mà chúng ta vừa nghe và nhắc lại, cũng như cô giáo đã dịch nghĩa cho chúng ta. Tất cả những từ đó đều là danh từ hoặc cụm danh từ các em nhé. Còn các từ in đậm ở bốn cụm này chính là các động từ. Chúng ta có động từ play, chơi. Vậy thì động từ này sẽ đi với các danh từ nào? Chúng ta hãy cùng ghép. Do, làm. Have, ăn, có. Study, học. Vậy chúng ta hãy cùng làm nhé. Đối với từ school lunch, bữa trưa, thì chúng ta sẽ có have school lunch, ăn trưa ở trường. English, chúng ta sẽ dùng study English. History, môn lịch sử, chúng ta đi với từ study. Homework, chúng ta đi sử với động từ do homework, làm bài tập về nhà. Exercise, chúng ta sẽ dùng với từ do, do exercise, làm bài tập. Science, science là một môn học, chúng ta sẽ đi với từ study. Football, football là môn bóng đá thì chúng ta sẽ đi với từ play, chúng ta sẽ dịch là chơi bóng đá các em nhé. Lessons, tiết học, chúng ta sẽ đi với từ have lessons. Music là âm nhạc, tương tự chúng ta sẽ đi với từ play, có nghĩa là chơi nhạc, hoặc cái từ music cũng có thể đi với từ study, tức là học môn âm nhạc cũng được các em nhé. 3. Put one of these words in each blank. 3. Hãy xếp một trong số những từ sau vào các chỗ trống. Các từ này đều là những từ chúng ta đã thấy xuất hiện ở bài số 1, bài số 2. Vậy chúng ta hãy xem trong mỗi chỗ trống từng ngữ cảnh tương ứng thì chúng ta sẽ áp dụng từ nào nhé. Number 1. V and I often do our after school. Vi và tôi thường làm cái gì đó của chúng tôi sau giờ học. Ở đây chúng ta thấy có động từ do, vậy chúng ta sẽ đi với từ do homework, bài tập về nhà. Number 2. Nick play for the school team. Nick chơi cho đội bóng, cho đội ở trường. Vậy đây Nick chơi thì chúng ta sẽ đi với từ football, chơi bóng đá. Number 3. Miss Nguyễn teaches all my history. Cô Nguyễn đã dạy toàn bộ cái gì đó lịch sử. Vậy đây chúng ta sau từ all chúng ta sẽ cộng danh từ số nhiều, chúng ta sẽ đi với từ lessons, toàn bộ các tiết học lịch sử của chúng tôi. Number 4. They are healthy. They do every day. Họ rất là khỏe mạnh. Họ tập thể dục. Trong ngữ cảnh này chúng ta sẽ dịch do exercise là tập thể dục nhé. Number 5. I study math, English and science on Mondays.
Pronunciation. Kỹ năng phát âm. A and A. A and A. Âm A dài và âm A ngắn. 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds A and A. Hãy nghe và nhắc lại, lưu ý đến những âm A and A kèm nhé. Ở cột 1 chúng ta có âm A, đây là âm A dài. Chúng ta sẽ mở khẩu hình miệng và chúng ta đọc dài nhé. A. Ở cột số 2, đây là âm ngắn. Chúng ta sẽ đọc rất là ngắn và bật âm ra. A. Vậy thì chúng ta hãy cùng nghe xem các từ người ta đọc như thế nào nhé. Unit 1. My new school. Page 8. A closer look. 1. Pronunciation. A and A. Activity 4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds A and A. 1. A. Smart. Art. Carton. Class. 2. A. Subject. Study. Monday. Compass. 5. Listen and repeat. Then listen again and underline the words with the sounds A and A. Ở bài 5, các em hãy nghe và nhắc lại, sau đó nghe lại một lần nữa, gạch chân những từ mà chứa hai âm A and A kèm nhé. Unit 1. My new school. Page 8. A closer look. 1. Pronunciation. A and A. Activity 5. Listen and repeat. Then listen again and underline the words with the sounds A and A. 1. My brother has a new compass. 2. Our classroom is large. 3. They look smart on their first day at school. 4. The art lesson starts at 9 o'clock. 5. He goes out to have lunch every Sunday. Ở đây trong câu số 1 chúng ta có hai từ chứa phần A, brother and compass. Number 2 chúng ta có hai từ chứa âm A dài, classroom and large. Number 3 chúng ta có một từ chứa âm A dài là the smart. Number 4 chúng ta có hai từ chứa âm A dài đó là art và stars. Number 5 chúng ta có hai từ chứa âm A ngắn đó là lunch và Sunday. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới. Các em đừng quên đăng ký kênh của Tụi Cô để chúng ta tiếp tục nhận được nhiều bài học thú vị hơn trong tương lai các em nhé. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới.